Quack. Đẹp trai nha, đẹp trai nha. Sâu gì đẹp trai quá trời luôn nè. Lần đầu tiên mới lên YouTube rồi. Vậy là lần đầu tiên mới lên được YouTube hả? Mười đẹp. Mười đẹp. Ủa chứ hả, bạn cái gì vậy? Là xa nha, gọi mình là có xa đi. Xa là xa hả? Xa là nghĩa là có xa rồi đi. Xa là chở hả? Chở. Rồi, ok với bạn nha. Ok các bạn nha, gọi mình là vậy đi nha. Rồi. Có người núp trên đồ đủ luôn đủ, 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 đủ nha. Cái này ham coi quá, lên cao quá trời cao rồi, coi coi ma như hộp cắt lúa vậy. Tâm hồn mấy đâu bạn quay mặt lại cái coi bạn ơi. Mười đẹp. Mười đẹp. Bạn tính gì leo đọt chứ vậy? Lên bẻ đi rượu hả? Trời. Coi vai cắt lúa rồi sao mà lên tới đọt trên vậy trời. Đây đồ trắng le luôn, cái chị le đó cà. Trèo cao quá. Yo ba ko si. Có hạt đồng đào que nha các bạn nè, thấy chủ nhà và tưới nước hồi nãy với rau cải, những hàng đồng me đào que nè, chuối quá trời luôn, chuối gần đây quá trời chuối. Con mấy đứa nhóc nó lại bắt chuột kiếm cá rồi, tháng này không biết có cá không. Nắng này toàn khô queo. Mới cắt được một lần, hai lần một chồng lúa, một dòng luồng thôi. Đây, được ba bao. Ở bệnh nó có thể xuống hay không, từ đó ở đây ba bao. Chắc có thuốc có bệnh nữa gì á. Cho lòng có bìa nó, cái đợ nó. Cho lòng chứ buồn nó thôi nha. Thôi nha. Sao mà xong khô à? Xong. Đó tôi đợi kết. Đợi kết đấy. Ừ. Ủa đợi đó nó
Đây mua ba mày không? Mua ba mày không? Đang. Mày chơi lửa. Chị có em luôn. Mới lên còn mới lên lửa mà. Này đi ăn giặt nha các bạn. Này ở không cái bà áo đỏ sao mà leo lâu quá vậy? Ôi trời ơi rớt nó dở rớt rồi. Mẹ lỡ đi rồi. Ô, anh xe để cho quần nước nó đập đập. Ồ, còn non hả? Non mà xanh lắm. Ở nhảy xuống đấy, nhảy xuống đi. Đi đâu ai? Quá bay hoài. Cái nhào nha. Cái nhào. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Sao vậy? Cái gì mà chua vậy? Chua à. Kì vậy? Cái anh áo đỏ sao mà nút hoài vậy? Anh áo đỏ đẹp trai quá rồi đâu rồi. Chua à, bạn thư về nhà với bạn bẻ ăn đi. Ôi dồi, sao mà ăn được vậy? Cái gì vậy? Cái gì bắt ói hoài vậy? Chua à. Chứ lẹ gì? Giục đi, ăn được, giục đi. Mình ở không đi nhỏ khoai nha. Nhỏ khoai mì. Khoai mì nha mấy bạn. Chào các bạn đi. Chào các bạn nha. Giỏi quá, anh áo đỏ đi lẻ lên. Trời đi chậm quá vậy. Chỗ nhỏ khoai mì của anh ta. Cây cứng nha, mình thi nhỏ coi. Nhỏ cái đó có củ không mà nhỏ vậy? Nhỏ thôi, có không? Ôi. Có. Ê. Đây được một củ nhỏ nha. Đây làm gì nhỏ xíu vậy? Nhỏ tí đâu. Áo khoác đỏ. Đây, anh chàng đỏ kìa. Cái gì vậy? Đây, hàng Việt Nam chất lượng cao. Cỡ đi ăn cắp, mắc cỡ chi vậy? Con kia cho chú. Tao rồi. Hai người nhỏ cho bằng được cái đó đó coi. Nhỏ cho bằng được góc đó coi. Chuột cái gì á, nó rượt quá trời kìa. Bệnh rượt quá trời. Nhảy xuống bay liền, bay liền. Đi luôn. Đi tới đâu rồi. Dạ, chạy đi bắt chuột đây. Dạ. Tới đâu rồi. Rồi còn ở đâu mà chạy đi. Ở nhỏ đi. Đâu. Đây. Trời ơi, cũng nó xíu vậy. À dạ, già hơi mặn nha. Cái gì vậy? Rồi, đất hết đậu hoa luôn rồi. Cái cách cũ luôn, dính đất cứng quá cho nên mà đậu không được. Đâu. Mời đẹp. Mời đẹp. Bạn lấy lẩm gì vậy? Nướng ăn á hả? Rồi. Nướng ăn lấy bao là đựng đi. Tại lẹ lẹ đấy, chủ tao qua giờ nè. Nhảy qua đi. Đi vòng vòng hoài vậy, mắc cỡ vậy.
áo đỏ kìa, áo đỏ kìa. Mặc kinh nha, loại kinh. Chào các bạn cái đi anh áo đỏ ơi. Anh sao vậy, đi đâu vậy? Có đường cầu qua mà cái đường cầu nó cũng hết sạc rồi. Nó bị gãy cầu rồi, sụp thôi đi. Lội lội bỏ theo bờ kinh đấy chứ lục bình không giờ sao mà đi. Sợ sợ sợ. Gì giờ? Thôi đi đi. Đi. Lên. Anh. Anh màu đỏ bơi rất nhanh. Anh bye cái coi, chào cái coi. Lộn gì mà mình đem nướng coi chơi. Đâu? Cho coi coi. Đây nè mọi người. À. Này ông bu thiệt với các bạn. Quá trời bự. Mời đem. Ông bu á. Lộn nhiều nhiều, lộn nhiều nhiều. Lộn mấy. Không xuống luôn. Đó, ốc chết đó vậy, nghe cái rắc rắc này đó. Còn có cái vỏ không à? Ờ, chết rồi còn vỏ không à. Để vòng vòng thứ ấy, còn coi con nào hai con nữa không? Chắc mày đâu? Lạnh mày. Mày biết cái hàng đi, coi mày đi. Ba kia lụm đi, ba kia lụm. Chơi được. Mày, không biết nói sao. Lạnh chết luôn. Lạnh lắm mày. Làm tao lọt xuống. Sao vậy? Giờ lấy đem đi rồi đó. Không. Bỏ cho ao rồi đó. Đang ảo đâu. Ảo không giờ tao ảo kêu giờ tao ảo lùm không giờ tao nữa. Ê. Ờ đi đàng hoàng cái chừng đổ hết á. Mời đẹp. Cái gì vậy? Mát không? Lạnh. Lạnh. Ê hình như ốc nè. Lớm. Rồi. Mở thứ coi. Con biết mò cá mà ốc biết. Mà ốc dễ mà, ốc nó đâu biết chạy đâu. Nó lặn xuống tới tới đáy sình luôn. Nhảy xuống luôn. Ừ, nước đen luôn kìa. Cái đầu hồ vô nước không? Không lặn tiếp đi. Kiếm ốc nha, được chục con đây cho nó về nước ăn coi chơi. Anh em tới khi nào kênh Mau Vlog được 3 triệu sub rồi mình sẽ quay clip ăn mừng. Ừ. Vỗ tay, vỗ tay. Vỗ tay. Lại đi đi, đừng nó quạt. Vỗ tay quạt. Em. Đi đi. Mấy nhỏ ở đây ngoài đồng ai cũng biết lội hết nha. Lội nước lặn lội luôn á chứ không phải mà bình thường nha. Đây, anh chàng này không dám qua nè, đợi vòng vòng ở đây hoài không biết kiếm cái gì. Nhảy hoài vậy thằng kia. Rồi, gớt xuống luôn kìa. Cái gì vậy, ao đỏ? Ăn cắp cái chuối của anh ta hay gì á. Ê. Hay sơn mày. Ê. Bye.
Thằng kia với chuối với lục bình nữa coi. Thằng sau á. Thôi đi coi bắt chuột kìa. Quá trời tao bắt chuột quá trời kìa. Dân này toàn dân. Dân này toàn là biết lội nước không à. À gieo biết dặn, à, không biết lặn kìa. Kiếm được mấy bắt được ốc nè, ốc bướu nè, rồi còn khoai mì thì có rồi, khoai mì thì đi xin người ta, nó mới cho, còn không xin thì người ta chỉ chết. Thôi thành bạc có nhiêu này thôi, rồi các bạn chuẩn bị nướng khoai chứ các bạn. Đâu qua đây khổ tao lấy khoai nè. Cầm sao được rớt hoài vậy? Cái miền yên này chứ. Đây đội nướng khoai nướng xong chưa chín nữa, ăn rồi các bạn. Các bạn.